Hôm nay bỏ vào xem lại mật khẩu Facebook này. Anh em biết chỉ anh phát. Bờ anh lên vào thử Facebook xem này. Không hiểu sao cái nick mà mất kia ấy. Này đây một khẩu cũ nó đây. Không vào được luôn này, sai luôn. Bây giờ ấn quên một khẩu này. Đây này, nó bị cho những email này. Cái này không phải email của ai, tự lắp vào luôn. Mình tiếp tục này. Email của ai luôn này. Mà cái nó thoát được email này càng tốt. Nữa xem nào. Này không biết rồi. Chung là mất. Em biết cách nào thoát thì bảo anh phát. Giúp anh phát. Chán thế.